Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin gót chân asin của ông Trọng trước mắt. Ba Dũng có dám cho nghị chọc vào hay không? Có thể nói rằng thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay là vô đối. Không ai có thể chọc vào ông được. Tuy nhiên, đấy là bề ngoài. Nếu soi thật sâu bên trong thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Với những phát biểu mạnh miệng lấn sân vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng của Bộ Tài chính và lấn sân sang Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về sai kế hoạch trên trục đường Lê Văn Lương Hà Nội, được giới thạo tin cho rằng Nguyễn Thành Nghị đang có thế lực khủng đỡ đầu. Cũng có ý kiến cho rằng Nguyễn Thành Nghị đang nhận trách nhiệm lớn để làm hồi sinh thế lực của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng, và xa nữa là hồi sinh thế lực miền Nam vốn đã thất thế sau đại hội lần thứ 13 và đầu năm 2021. Đây là hình ảnh khu đô thị Kepocha gót sân asin của ông Tổng Trọng. Ông Tổng Trọng được cho là trong sạch nhất, và chính ông cũng đang xây dựng hình ảnh ấy trước mắt người dân cả nước. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều ý kiến cho rằng không phải ông Tổng Trọng sạch, mà bởi không ai dám động tới ông vì ông đang ở chiếc ghế quyền lực cao nhất. Lý do người ta đưa ra là hồi còn năm bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Tổng đã dính tới vụ tiêu cực đất đai không khác gì vụ Thủ Thiêm hiện nay. Tuy nhiên, ông Tổng đã che đậy bằng cách để lâu vụ án tự chìm xuống. Cũng nên nhắc lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thời còn là bí thư Thành ủy Hà Nội, đã dính vào những sai phạm 3.000 tỷ đồng trong dự án khu đô thị mới Nam Thăng Long vào năm 2002. Đây là một dự án bất động sản đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam vào thời bấy giờ, với số vốn đầu tư đăng ký lên tới 2,11 tỷ đô la do tập đoàn Sipucha của Indonesia làm chủ đầu tư. Đó là việc nhằm giúp tập đoàn Sipucha Indonesia trốn mức thuế sắp áp dụng từ đầu năm 2005. Khi đó, ông Hoàng Văn Nghiên, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng đã thống nhất ưu tiên cho tập đoàn Sipucha nộp thuế theo mức đặc cách. Quyết định của ông Nghiên, ông Trọng đã giúp Sipucha đem lại siêu lợi nhuận cho nhà đầu tư, và có những đồn đoán cho biết chủ đầu tư có thể đã hối lộ cho những cán bộ chủ chốt của Hà Nội lúc đó lên tới hàng triệu đô la. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng không hẳn đã trong sạch như nhiều người nghĩ. Ngoài vụ khu đô thị Sipucha thì một số nguồn tin từ giới chuyên cung cấp cho công đình Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết vào ngày 22 tháng 4 năm 2016, ông Trọng nhận bức tượng Hồ Chí Minh bằng vàng, loại vàng 4.9 do một Formosa trao tặng. Tính ra tiền là 55 tỷ. Formosa là hãng của Đài Loan nhưng có cổ phần từ Bắc Kinh. Đấy là những thông tin từ nội bộ tuần ra, chưa biết chính xác đến đâu. Nhưng vết chân mà ông Tổng để lại, nếu khai thác tốt có thể dùng nó để ép ông Tổng phải về vườn nếu ông còn muốn bám lại thêm một nhiệm kỳ thứ 3. Vì bức tượng thì khó điều tra, nhưng vấn đề sai phạm đất đai tại Sipucha thì đấy là trong tầm tay của Nguyễn Thành Nghị. Việc đánh vào sai phạm của ông Nguyễn Thế Thảo thời làm chủ tịch thành phố Hà Nội, nếu có kết quả khả quan thì rất có thể Nguyễn Thành Nghị sẽ dùng bàn đạp để đánh vào lãnh đạo thành phố này ở những đời trước đó. Giả sử nếu có đánh thì cũng chỉ ép ông Trọng về hưu, không ủng hộ người của ông vào vị trí thay thế mà thôi, chứ không thể nào khai trừ khỏi đảng hay bắt bỏ tù một con người như ông Tổng Trọng cho được. Mà cũng chỉ cần ông Tổng về vườn, không nhúng tay vào việc điều khiển chính trường nữa, thì chắc chắn một điều rằng lực lượng miền Nam sẽ lại nổi dậy và lớn mạnh. Đây là hình ảnh Nguyễn Thành Nghị, một nhân tố mới khó lường. Chỉ mới nắm bộ xây dựng 1 năm 6 tháng, nhưng Nguyễn Thành Nghị cho thấy khả năng moi sai phạm của ông bộ trưởng này là ở mức độ đáng sợ. Đáng sợ với những ai đang dính chàm và đang bị thanh tra. Nếu Nguyễn Thành Nghị thanh tra những hồ sơ về quá khứ xa hơn của thành phố Hà Nội, thì rất có thể Nguyễn Thành Nghị sẽ làm được chuyện động trời. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chuyện không thể ngờ, Nguyễn Thành Nghị có đồng minh mới từ ban bí thư. Vấn đề sai phạm quy hoạch đô thị Hà Nội từ thời ông Nguyễn Thế Thảo đã được Nguyễn Thành Nghị cho thanh tra Bộ Xây dựng khui ra từ 2 tháng trước. Phía ông Nguyễn Thế Thảo và một số quan chức của Hà Nội có liên quan đến sai phạm mới ở đây
đã phản pháo lại kết luận của thanh tra Bộ Xây dựng. Cuộc giằng co này rất quan trọng, nó liên quan đến uy tín và số phận chính trị của nhiều người trong bộ máy chính quyền của Hà Nội. Nếu không tìm cách bác bỏ lời cáo buộc của phía Bộ Xây dựng thì rất có thể nhiều quan chức sẽ lại phải vào lò. Vậy nên dù muốn hay không, họ đang tìm mọi cách để liên kết với nhau chống lại. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam. Như thông tin mà tờ Thời báo.de đã phân tích, ông Nguyễn Thế Thảo tuy đã về hưu nhưng ông đã từng ngồi chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tới 2 nhiệm kỳ. Không dễ để mà buộc tội cho một con người như Nguyễn Thế Thảo vì ông đã quá nhiều mưu mô. Đây là cuộc chiến ngang tài, ngang sức. Không phải Nguyễn Thanh Nghị đang làm bộ trưởng và được nhiều thế lực lớn ủng hộ mà có thể mạnh hơn. Cho nên, trong chính trị, cần có liên minh, liên kết thì mới có thể thắng được đối thủ. Thế lực ủng hộ Nguyễn Thanh Nghị là thế lực chính phủ. Người mà ủng hộ Nghị mạnh nhất chính là ông Thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính. Và thêm vào đó nữa là ông Ba Dũng luôn hậu trường lo vận động hành lang giúp con trai tiến thân trên con đường sự nghiệp chính trị của mình. Tuy nhiên, ông Dũng cũng là người từng làm thủ tướng nên phần quen biết của ông chủ yếu ở bên chính phủ, chứ bên ban bí thư thì ông Dũng không mạnh lắm. Tuy vậy, lần này ủng hộ kết luận của thanh tra Bộ Xây dựng lại có nhân vật ở bên ban bí thư của đảng. Vậy câu hỏi đặt ra, người đó là ai? Chiều ngày 19 tháng 7, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng đã nói vấn đề phát triển vùng đồng bằng sông Hồng vẫn còn rất nhiều hạn chế, vấn đề phát sinh mới, nhất là bất cập về quy hoạch và quản lý quy hoạch. Ông Hưng dẫn chứng, gần đây dư luận nhắc đến nhiều về quy hoạch của thủ đô Hà Nội, đường Lê Văn Lương và điển hình là các vụ việc quy hoạch bất cập, không đồng bộ của hạ tầng dẫn đến tình trạng mưa to, la ngập lụt, tắc đường, vân vân. Đây là hình ảnh Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương của Đảng lên tiếng ủng hộ Nguyễn Thanh Nghị. Ông Hưng cho rằng trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, tác động ngày càng lớn, cần phải đánh giá lại những gì đã làm, chưa làm được sau 17 năm qua ở vùng đồng bằng sông Hồng trong lĩnh vực công nghiệp và đô thị. Cần thay đổi nhận thức, tư duy về vấn đề liên kết vùng. Trong tham luận gửi đến hội thảo, ông Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong vấn đề phát triển hạ tầng ở vùng đồng bằng sông Hồng. Cụ thể là hệ thống hạ tầng đô thị của vùng còn thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo sự kết nối giữa các đô thị và vùng, nhất là về khu hạ tầng khung, tình trạng ngập úng vẫn còn, đặc biệt tại các đô thị lớn. Tình trạng quá tải, tắc nghẽn giao thông tại đô thị lớn như Hà Nội chậm được giải quyết. Hạ tầng cấp thoát nước còn nhiều bất cập, chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục. Không biết tiếng nói của ông Nguyễn Duy Hưng có là đại diện cho tiếng nói của Ban Kinh tế Trung ương, mà đặc biệt là ý của ông Trần Tuấn Anh có như thế hay không? Ở đây là trao đổi giữa cấp phó với nhau, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Thứ trưởng Bộ Xây dựng cấp phó cho ông Nguyễn Thành Nghị. Đây là hình ảnh, liệu bước tiếp theo ông Nguyễn Thế Thảo sẽ phải làm gì? Ban Kinh tế Trung ương là một đầu ngành trong Ban Bí thư do ông Tổng Bí thư quản lý và điều hành. Những tiếng nói từ phía Ban Bí thư rất quan trọng. Điều đó cho thấy sự ảnh hưởng của Nguyễn Thanh Nghị không chỉ gói gọn ở chính phủ, mà còn ảnh hưởng đến một số nơi trong Ban Bí thư của Đảng. Không biết sự liên minh, liên kết này của Nguyễn Thanh Nghị sẽ đi tới đâu, nhưng rõ ràng ông Nghị đã khá hơn cha ông ở khía cạnh ngoại giao chính trị, mở rộng tầm ảnh hưởng để tìm kiếm sự ủng hộ cho mình sau này.